quan tiếp một chân. Các bạn lấy tiếp cho mình 3 hộp. 4 hộp chứ. 4 hộp màu trắng. Bắt chéo tạo vòng 6. Qua một chân này luôn. Lại lấy 3 hộp. 4 hộp. Chuyển lên 3 hộp. Các bạn lấy tiếp cho mình 2 hộp nữa. 1 hộp cuối, 1 hộp thôi. Bắt chéo tạo thành vòng 6. Chia thành 1 vòng 6 và 1 vòng 5 nhé. Năm hạt này đan lại. Vậy là chúng ta đã xong cái phần chân của gấu. Tới đây thì cái dây của mình cũng hết rồi, mình sẽ đi giấu dây nhé và cắt. Tại vì nó cái dây này nó cũng không đủ để chúng ta làm phần tay nữa, nên là mình sẽ giấu dây này đi để chúng ta làm phần tay, thì chúng ta sẽ lấy dây khác nhé các bạn nhé. Vậy là chúng ta đã xong được 2 phần chân của gấu. Và chúng ta sẽ chỉ cần làm 2 phần tay nữa thôi nhé.